quay lại à? Thì mới không bắt vào bẫy liệt vĩ của đối phương được. Pha phạt bóng lên dành cho các cầu thủ FC Seven. Pha phạt bóng rất có lực đến nửa sân. Cầu thủ số 17 đã có bóng. Rất hay. Số 22 anh sẽ làm gì? Số 10. Rất hay pha mở bóng. Số 22. Rất hay. Sau trận đấu hôm nay sẽ diễn ra trận đấu cặp cuối cùng là FC KNTP gặp FC Nhà Đất. Mời các cầu thủ chúng ta ở lại để đón xem trận đấu rất hay, rất hấp dẫn. Đến hết giờ rồi. Phan Em Biến có thể nổi trên nhưng mà trọng tài đã có chút rất hay. Ném biên thì chúng ta không được nổi chân, nếu chúng ta nổi chân thì đã vi phạm lỗi rồi. Số 14, anh ta tỉa mã ngoài rất tốt. Rất hay, dừng, quýt, rất chín. Số chín là hãy. Phải nói tay chấp rất quyết liệt, rất chín. Anh xử lý kỹ thuật, có thể nói số kim. Không vào. Các cầu thủ áo vàng đã hưởng một quả phạt góc bên phía cánh trái của màn ảnh của Kim Việt các bạn. Pha phối hợp nhỏ rất điềm tĩnh. Số 10, anh cố tình câu giờ. Rất chạy, hiện tại kết quả đang hòa mà vẫn câu giờ. Nói lụ rành, mấy mẻ đi, một đạp rồi trên đây tao nấy nó mẹ. Các cầu thủ bên áo FC Seven đã có sự thay đổi người. Trọng tài nên chú ý. Số 12 vào sân và số 11 Neymar đã ra sân. Đúng là FC Brazil luôn. Alvaro có bóng. Chật thể. Số 2. Pha xử lý bóng hợp lý. Số 26 anh sẽ làm gì? Phát bóng về rất hợp lý. Số 14. Rất chạy. Số 10. Pha mở bóng. Pha vào bóng khá nguy hiểm nhưng mà hợp lý. Đúng. Phải nói khá đã bồi. Rất chạy. Cầu thủ số bao nhiêu ngoảnh lưng lại để bán tổ chức ghi vào phản lưới ạ? Lý mẻ đấy mẹ. Số 19. Số 19. Của ban thư ký đâu nhỉ? Của Seven. Số 19 của FC Seven. Đã có bàn thắng ở phút thi đấu 0-3-4-2. Một đậm này. Bao nhiêu? 3-4-2 thì giờ nó nhảy lên 49 thôi. Tàn đến nó lùng rãi. Vì kết quả trận đấu đã nghiêng về các cầu thủ của FC Seven. Tỷ số hôm nay là lúc này là 2-1. Thời gian thi đấu không còn nhiều, các cầu thủ chúng ta cần phải dồn lên. Có một lượt chơi rất hay các cầu thủ. Số 6. Rất hay. Số 3 anh sẽ làm gì? Bắt đá bóng hợp lý. Không có lỗi các cầu thủ áo vàng, đúng rất kinh nghiệm. Bữa sau đấy chúng tôi mới đi mới nhà. Cầu thủ chạy như kiểu ác ly răng. Số 10 anh chuyển lên. Anh. Ôi trời ơi. Phải vào thêm. Số 9. Không có lỗi dành cho các cầu thủ. Số 19 sẽ làm gì? Có thể nói là bóng đã chạm tay các cầu thủ FC An Nam.
Có thử test đường người chưa? Số 9 ra ngoài, số 9 đâu? Có thử test đường người chưa? Em xem nào. Số 9 đang có thử muốn đổi khỏi thân. Có thử nào sẽ ra thân nè. Em vào cho anh. Số 3 đã vào thân. Dường như các cầu thủ đã thiên về phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Các cầu thủ ra sân đã ăn uống một cách rất tình cảm luôn. Đã tốt nhưng hơi bị lỗi. Số 12, anh đứng theo kiểu Cristiano Ronaldo. Chút! Giật tay! Phải nói, cho chúng ta tích kỹ thuật. Số 12, bay nạp C7 đã có bàn thắng. Số 12. Ở giây phút. 19 này, ra ngoài cho... Ok. Đội chủ thay đường người của C7. Dường như giải đấu 11 này thay người thoải mái luôn. Không còn phải 3 người đây. Cứ vậy thoải mái. Số 29 ra sân và... Số 19 vào sân anh ạ. Số 19 ra sân và số 29 vào sân. Giải đấu theo các cầu thủ để thay người thoải mái bởi vì thể lực của các cầu thủ lúc này đã mệt rồi. Nhân hiện chưa đâu. Phải nói là một ngày thi đấu không mấy thành công dành cho các cầu thủ bên FC An Nam. Phát bóng rất hay. Có thể nói là một cú thẻ vàng. Quả đấy phản đối là đẹp. Hợp lý. Pha thẻ vàng khá hợp lý nhưng thường bộ. Trọng tài Đào Ngọc Khải đã rút ra thẻ vàng. Cảnh cáo của thủ số 14 anh đã néo tay. Chúng ta đã chân luôn không nắm tay. Đá tay thì là thủ môn thôi. Chúng ta không phải là cái đôi tay tim đâu mà chúng ta đang đá mà. Các thực vật khá xa so với con thành ở đây có thể nói phải là đến nói 40 mét. Một chín để thế làm gì? Xa tỉa mã ngoài chân phải rất nguy hiểm. Các cầu thủ vẫn tấn công. Số 28 đang có bóng. Số 28 đang làm gì? Phan Anh Liên dành cho các cầu thủ. Cất đi, cất đi đều mà đã đây. Hết chỗ đó. Cất đi để mà đều làm mà có đội hình nhỏ năng. Và thật ra có thể nói là cơ hội dường như là cuối cùng dành cho các cầu thủ của FC An Nam. Cầu thủ nữ khá bình tĩnh. Anh ta sẽ làm gì? Rất tốt, không liệt vị. Và phải nói là trọng tài đã nhuốm nhuyễn quả liệt vị. Số 29 rất trời, rất khỏe. Số 2 trọng tài đưa tiền trận đấu, Đào Ngọc Hải đã thổi.